Tại vì sao? Nhũ ảnh á, thì phát hiện sớm được cái những tổn thương vi vôi hóa, mà ung thư vú đa số là những cái carcinoma ống tuyến thì được thể hiện sớm nhất trên hình ảnh nhũ ảnh là hình ảnh vi vôi hóa. Cho nên hiện nay cho tới bây giờ đối với những phụ nữ trên 40 tuổi thì chúng ta vẫn sử dụng nhũ ảnh để làm phương tiện tầm soát chứ không phải siêu âm. Như tôi đã nói với các anh chị thì đây là các loại ung thư vú thì 85% là carcinoma ống tuyến vú. Chỉ có 9% là ung thư tiểu thùy, 6% còn lại thì là chồng lấp giữa các cái ung thư này. Đây là cái vị trí ung thư vú thường gặp. Thì chúng ta thấy nó phân bố đều, có cái vùng 1 phần 4 trên ngoài thì chiếm trội hơn khoảng 25%. Thì do đó khi mà các anh chị thực hiện các cái phương tiện mà tầm soát ung thư vú thì chúng ta nên chú ý tới cái 1 phần 4 trên ngoài. Đây là cái tư thế. Rồi. Hồi nãy chúng ta nói về cái phần siêu âm vú. Thế thì á, ở tầm soát ung thư vú bây giờ chúng ta sử dụng nhũ ảnh đối với những bệnh nhân, đối với những cái phụ nữ trên 40 tuổi. Vậy còn dưới 40 tuổi thì chúng ta như thế nào? Thì dưới 40 tuổi thì được khuyến cáo là chúng ta có thể tự khám vú mỗi tháng, kết hợp với việc siêu âm vú định kỳ cũng có thể phát hiện được những cái tổn thương ung thư ở những người trẻ trên 40 tuổi, trước 40 tuổi. Rồi khi thực hiện siêu âm vú thì chúng ta cho bệnh nhân hai tay để lên cao, thả lỏng. Đối với 1 phần 2 trong của vú thì chúng ta có thể cho bệnh nhân nằm ngửa, và 1 phần 2 ngoài và phần đuôi vú thì chúng ta cho bệnh nhân nằm nghiêng sang hướng đối diện. Để làm gì? Mục đích của cái việc mà cho bệnh nhân nghiêng để mà trải mỏng mô tuyến vú nhằm tránh bỏ sót cái tổn thương. Và đặc biệt chúng khi mà làm siêu âm chúng ta nên chú ý tới cái vùng mà sau núm vú, đuôi vú và vùng nách. Đây là cách siêu âm, thì các anh chị có thể là siêu âm quét theo cái hướng nang hoa, quét theo hướng dọc hoặc hướng ngang, thì tùy các anh chị quen và thích cái cách quét như thế nào thì các anh chị có thể thực hiện. Tuy nhiên phải đảm bảo là không bỏ sót cái vùng nào của vú. Đây là cách mô tả một cái vị trí của một cái tổn thương vú. Thì các anh chị để ý ha. Ở đây chúng ta sẽ đánh dấu theo cái giờ và từ 1 cho tới 12 giờ. Và chúng ta mô tả là tổn thương đó ở vị trí mấy giờ, cách núm vú bao nhiêu cm. Thì vú trái và vú phải ở đây chúng tôi có hình minh họa. Xin nhắc các anh chị là mình đừng có mô tả là vú ở vị trí 13 giờ, 14 giờ nha. Chúng ta chỉ có từ 1 tới 12 giờ thôi. Đây, bây giờ sẽ nhắc với các anh chị một số cái yếu tố về kỹ thuật. Cái thứ nhất là về vấn đề đầu dò. Thì chúng ta trong siêu âm vú thì chúng ta sử dụng đầu dò phẳng hay còn gọi là đầu dò linear đa tần số. Tần số trung tâm tối thiểu là 10 MHz và tần số cao nhất tối thiểu là 12 MHz. Ở cái dải tần số thấp thì độ sâu của hình ảnh thu được phải là 5 cm để đảm bảo không bỏ sót tổn thương. Hình ảnh này cho thấy là ba các cái loại đầu dò cơ bản hiện nay được sử dụng trong siêu âm. Thực ra là còn nhiều hơn nữa, nhưng mà đây là những cái loại đầu dò cơ bản. Đây chúng ta có đầu dò sector hay còn gọi là cái đầu dò sử dụng trong siêu âm tim. Đầu dò này là đầu dò convex, thường sử dụng trong siêu âm bụng tổng quát. Đầu dò linear là chúng ta sử dụng trong khảo sát mô mềm, vú và giáp. Thì các anh chị để ý là tần suất của cái đầu dò này cao hơn các cái loại đầu dò khác để khảo sát cái hình ảnh có độ phân giải tốt hơn. Tuy nhiên, bù lại thì cái khả năng xuyên thấu của tia nó sẽ thấp hơn. Ngược lại thì những cái đầu dò có tần suất thấp hơn thì cái độ hình phân giải hình ảnh nó kém hơn, tuy nhiên là cái độ xuyên thấu của nó tốt hơn. Ở trong siêu âm vú do mô vú thì là chỉ dày rất là nông, cho nên chúng ta sử dụng cái đầu dò linear với tần số cao để khảo sát được cái hình ảnh cho độ phân giải tốt nhất. Đây là các đầu dò linear. Thì trên đây các anh chị để ý thấy người ta ghi cái dải tần số của nó từ 3 tới 12, 3 tới 16 vân vân, thì các anh chị
phải chọn cái đầu dò phù hợp nhất như lúc nãy chúng tôi mô tả. Ở đây thì có ghi cái là bề dài của cái chân đầu dò. Đây là 40 ha. 50 nó khác nhau tùy mỗi loại đầu dò và chúng ta cần phải lựa chọn cho phù hợp với cái mục đích, cái cơ quan cần khảo sát. Thế thì cái tần số nó có cái vai trò như thế nào đối với cái việc siêu âm vú? Thì qua đây chúng ta sẽ nhìn hai cái hình này ha. Đây là cùng một tổn thương. Thì chúng ta sử dụng cái hình bên này, chúng ta sử dụng cái dải tần số chỉ là chúng ta sử dụng tần số chỉ là 7 MHz thôi. Thì chúng ta nhận thấy cái hình ảnh tổn thương này nó có phản âm kém và bờ tổn thương thì gần như là không rõ. Sau đó chúng ta sử dụng cái tần số 14 MHz thì chúng ta nhận thấy cái độ phân giải của hình ảnh khác hẳn, nó rõ ràng hơn, phản âm bên trong tổn thương là phản âm trống, bờ rất là rõ. Tương tự với hình ảnh này, có sự khác biệt giữa cái hình ảnh tổn thương khi sử dụng cái đầu dò với tần số 7 MHz và đầu dò với tần số 14 MHz. Thì chúng ta rõ ràng thấy là hình ảnh với cái tần số cao thì hình ảnh có độ phân giải tốt hơn, khảo sát được bờ của tổn thương tốt hơn và hình ảnh bên trong tổn thương rõ ràng hơn. Đây, dấu mũi tên ở đây chỉ vào những cái điểm vi vôi hóa trong mô tuyến vú. Thì ở đây chúng ta sử dụng hai bên là hai cái loại đầu dò. Bên này là đầu dò có tần số, có dải tần số từ 5 tới 12 MHz. Ngược lại thì bên đây có dải tần số cao hơn từ 5 tới 17 MHz. Thì cái hai cái đầu dò này nó khác nhau về cái tần số trung tâm và cái tần số cao nhất. Tuy là với hai loại đầu dò này chúng ta đều có thể phát hiện được những cái tổn thương vi vôi hóa như thế này. Tuy nhiên thì hình ảnh ở cái đầu dò mà có tần số cao hơn thì nó rõ ràng hơn, giúp xác định các cái cấu trúc giải phẫu tốt hơn. Cái vấn đề kỹ thuật thứ hai mà tôi muốn trao đổi với các anh chị đó là vấn đề trường khảo sát. Trường khảo sát thì có được định nghĩa tức là độ sâu của mô hiển thị trên màn hình máy siêu âm. Thì theo ACR thì cái trường khảo sát phải bao gồm mô vú và cơ ngực phía sau mô vú và không được bao gồm phổi và màng phổi. Ở đây chúng ta có 3 hình ảnh với cái độ sâu khác nhau. Đối với hình A, ở đây chúng ta chỉnh độ sâu là thấy luôn cả phổi và màng phổi. Như vậy thì cái vùng phía sau này phổi và màng phổi thì không nằm trong cái vùng trọng tâm mà chúng ta cần khảo sát, mà chúng ta muốn khảo sát cái mô vú ở trên đây. Thì như vậy thì làm cho cái hình ảnh của cái tổn thương thực chất ở trên này thì nó sẽ kém hơn, độ phân giải của nó sẽ kém hơn. Ngược lại thì ở đây ở hình B thì chúng ta chỉnh độ sâu quá nông thì hình ảnh của tổn thương tuy là có rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì cái phần đặc tính phía sau của tổn thương cơ ngực chúng ta hoàn toàn không đánh giá được. Hình C là cái tổn thương nằm ở trung tâm, chúng ta thấy được cơ ngực ở phía sau. Hình ảnh thì có độ phân giải tốt. Như vậy thì cái trường khảo sát rất quan trọng. Các anh chị xin hãy chú ý cái chuyện này để mà hình ảnh của chúng ta được tối ưu. Ở đây, cái hình bên tay phải này, tức là mình sử dụng đa số các đầu dò sẽ phát tia tạo một cái khung hình chữ nhật như thế này. Tuy nhiên đối với những cái tổn thương nó lớn, hai bên bờ không thể khảo sát được cùng lúc thì chúng ta có cái chế độ hình thang trên cái máy siêu âm. Thì sử dụng cái chế độ hình thang này thì chúng ta có thể khảo sát được bờ hai bên của tổn thương cùng lúc trên chế độ real time, thì chúng giúp chúng ta có thể đánh giá được tổn thương tốt nhất. Tương tự với hình ảnh ở dưới cũng như vậy. Cái chế độ hình thang này là trên tất cả các máy siêu âm hiện nay là đều có, các anh chị có thể điều chỉnh được. Rồi, cái vấn đề thứ ba đó là cái vùng trọng tâm hay còn gọi là focal zone. Cái focal zone đó, tức là cái hình này minh họa. Khi các anh chị đặt cái vùng trọng tâm ở ngay cái chỗ nào thì cái vùng đó cái tia siêu âm sẽ được tập trung nhiều nhất và hình ảnh tại vùng này sẽ có độ phân giải tốt nhất. Do đó, khi mà khảo sát tổn thương thì các anh chị phải đặt cái vùng trọng tâm ngay trung tâm của tổn thương. Đây, các anh chị để ý hai hình này. Cái vùng trọng tâm ở đây được đặt quá sâu trong khi cái tổn thương nằm trên này.
làm cho cái hình ảnh tổn thương ở phía trong có dạng như phản âm kép. Thì khi mà chúng ta chỉnh lại cái vùng trọng tâm vào đúng cái tổn thương thì chúng ta khảo sát rõ đây chỉ là một tổn thương phản âm trống và nó là nang lành tính thôi. Anh chị có thể đặt nhiều vùng trọng tâm, tuy nhiên thì nên dưới 3. Bởi vì sao? Từ 3 vùng trọng tâm trở lên thì tốc độ khung hình trên dây sẽ giảm đáng kể, làm cho các anh chị khảo sát không còn ở thời gian thực nữa, hình ảnh nó sẽ bị chậm. Đây là 3 hình ảnh của cùng một tổn thương, cùng một độ sâu, tuy nhiên thì vị trí đặt cái vùng trọng tâm khác nhau. Các anh chị so sánh hai cái hình phía sau, đặt cái vùng trọng tâm hơi sâu gần với cơ ngực và xa cái tổn thương. Còn hình ảnh đầu tiên thì đặt ngay cái tổn thương. Như vậy thì hình ảnh đầu chúng ta khảo sát rất rõ cái bờ của cái tổn thương này cũng như cái đặc tính phía sau của tổn thương. Vấn đề tiếp theo đó là vấn đề gen. Thì các anh chị nào mà làm siêu âm hoặc là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì có thể biết được là chúng ta có hai cái loại gen trên máy, tức là gen hay nói nôm na là gen toàn phần và gen từng phần. Cái gen tức là cái mình chỉnh cái độ sáng tối của hình ảnh. Đối với cái gen từng phần á, khi các anh chị chỉnh thì toàn bộ cái hình ảnh nó sẽ sáng hoặc là tối đi. Bên cạnh đó thì cái gen từng phần á, thì khi mà mình chỉnh thì nó chỉ sáng hoặc tối một cái vùng mà chi phối bởi cái gen đó thôi. Ví dụ các anh chị sẽ chỉnh thế này, theo từng nấc ha. Nếu mà chúng ta chỉnh mà gen quá cao thì dễ làm một cái nang với lại một cái nút đặt. Ngược lại, khi mà chúng ta chỉnh cái gen quá thấp thì chúng ta sẽ làm một cái nút đặt với nang. Vậy thì chỉnh gen như thế nào cho nó phù hợp? Thì chỉnh làm sao cho cái mô dưới da, mô mỡ dưới da nó xám vừa và không được đen như hình ảnh như đây. Cái mô mỡ dưới da nó xám vừa. Rồi, tiếp theo là chúng ta sử dụng cái đầu dò. Cái đầu dò hiện nay là đầu dò với chùm tia đa hướng. Đầu dò, các anh chị để ý là ngày xưa mình sử dụng cái đầu dò với chùm tia đơn hướng á, thì những cái bờ của tổn thương hai bên cũng như là ở phía sau của tổn thương thì nó sẽ không được khảo sát rõ ràng. Ngày nay với cái chùm tia đa hướng như thế này thì giúp khảo sát được những cái đặc tính ở phía sau của tổn thương tốt nhất. Đây, các anh chị thấy cái hình B thì cái bờ của tổn thương ở hai bên thì không rõ khi sử dụng đầu dò với chùm tia đơn hướng. Nhưng khi sử dụng đầu dò với chùm tia đa hướng thì chúng ta thấy cái bờ nó rõ nét hơn và phía sau tổn thương được bộc lộ rõ ràng hơn. Tương tự, đây là hình ảnh của nốt vôi hóa. Chúng ta thấy được cái nốt vôi hóa này trên hình ảnh nhũ ảnh. Thì cái nốt vôi hóa này sử dụng đầu dò với chùm tia đơn hướng thì cái bóng lưng nó khá mạnh làm che lấp toàn bộ cái phía sau của tổn thương. Nếu như ở đằng sau của tổn thương nó có một cái tổn thương khác nó ác tính thì chúng ta có thể sẽ bỏ sót. Khi sử dụng với đầu dò với chùm tia đa hướng thì chúng ta có thể khảo sát được phía sau của tổn thương tốt hơn. Đây là lưu ý về cái Doppler màu. Thì Doppler màu hiện nay khuyến cáo chúng ta sử dụng Doppler với tần số với vận tốc thấp khoảng từ 3 tới 5 cm trên giây. Và đặc biệt lưu ý là mình không đè ép đầu dò. Bởi khi mình đè ép cái đầu dò thì sẽ làm cho các mạch máu nó bị xẹp. Khi mạch máu xẹp thì chúng ta sẽ không khảo sát được cái Doppler màu. Đây là hình ảnh minh họa. Khi chúng ta ấn đầu dò quá mạnh thì cảm giác cái tổn thương này không có túi máu bên trong. Tuy nhiên khi chúng ta giảm bớt cái lực ấn thì chúng ta cảm thấy là ở trong cái tổn thương có túi máu. Rồi, đây là những cái vấn đề và kỹ thuật tóm tắt lại những cái gì mà nãy giờ chúng ta trao đổi. Thì vấn đề thứ nhất là chúng ta phải chọn đầu dò có tần số cao. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải điều chỉnh độ sâu cho nó phù hợp hay còn gọi là cái trường khảo sát cho nó tốt. Cái thứ ba là chúng ta phải đặt cái vùng trọng tâm đúng nơi mà chúng ta quan tâm cần khảo sát. Cái thứ tư là chúng ta chỉnh cái gen. Cái thứ năm là chúng ta sử dụng cái chùm tia đa hướng. Cái thứ sáu là chúng ta sử dụng chế độ bão hòa mô. Thì cái chế độ bão hòa mô này nó giúp cho giảm nhiễu cái những cái xảo ảnh cũng như là hình ảnh có độ phân giải sẽ được tốt hơn. Cái chế độ bão hòa mô này thì sau này những dòng máy sau này thì đa số là đều có. Tiếp theo là chúng ta phải tối ưu hóa cái hình ảnh Doppler màu. Thì chúng ta sử dụng nè cái hộp màu, thu nhỏ cái hộp màu là đúng cái tổn thương mình cần khảo sát thôi. Giảm cái lực đè ép và nếu cần thì chúng ta sử dụng là Doppler màu năng lượng có điều hướng hoặc là chúng ta sử dụng cái
Doppler màu, cái vận tốc nó thấp. Rồi, tiếp theo là về vấn đề đo đạc một cái tổn thương. Thì ở đây có cái hình minh họa rất là rõ ràng và dễ hiểu. Các anh chị đo một cái tổn thương là chúng ta sẽ đo theo cái trục lớn nhất của sang thương và một chiều nữa là vuông góc với cái trục này. Bên cạnh đó thì vấn đề đo hạch thì là chúng ta đo đường kính ngang và chỗ dày nhất của vùng vỏ hạch. Hình minh họa ha. Cái hình này là không đúng tại vì nó không có đo theo cái trục lớn nhất của cái tổn thương. Qua hình này chúng ta đo lại như thế này là đúng ha. Còn cái cách đo hạch thì như thế này. Tất cả những cái kích thước này được ghi nhận trên kết quả siêu âm. Rồi, trước khi mà chúng ta vào cái hình ảnh các cái thuật ngữ siêu âm thì chúng ta đi sơ về cái giải phẫu học của tuyến vú. Thì mô vú gồm 3 thành phần chính là mô tuyến, mô sợi và mô mỡ. Tùy theo sự phân bố của các thành phần này mà tạo hình ảnh rất đa dạng của tuyến vú. Thì vú có từ 15 tới 20 thùy, mỗi thùy thì lại có từ 38 tới 80 tiểu thùy. Cái đơn vị tiểu thùy ống tận là đơn vị đây, cái đơn vị tiểu thùy ống tận là đơn vị giải phẫu nhỏ nhất của tuyến vú. Đây các anh chị có thể thấy được ha, cái này là núm vú ha. Quần vú, các cái ống tuyến, các cái thùy. Cơ ngực. Cái này là xương sườn và các cơ gian sườn. Đây là cái hình minh họa của siêu âm. Chúng ta khi siêu âm thì cái phần mà chúng ta chạm vào ở đây là phần da. Đây phần da. Sau đó là phần tới phần mô mỡ, tới cái lớp mô mỡ. Mô mỡ dưới da, sau đó là tới phần mô tuyến, sau đó là cái cơ ngực. Kế đó là cái xương sườn và các cơ gian sườn. Dưới đây đó là phổi và màng phổi thì cái đó là không phải cái trọng tâm khảo sát của chúng ta. Đây, tương tự như vậy ha, chúng ta có thể thấy được ở phần A này, đó là phần da, sau đó là các cái mô mỡ, tiếp theo là mô tuyến, ở dưới này đó là cơ ngực. Rồi, có một số cái mốc giải phẫu quan trọng ở đây, như là cái hình C này là gì? Cái hình C này là cái dây chằng Cooper. Dây chằng Cooper là những cái dải mô liên kết dẻo dai dạng sợi, nó linh hoạt, nó có chức năng định hình và nâng đỡ ngực. Dây chằng Cooper này nó dính từ da cho đến mô tuyến và tới cơ ngực. Ở đây thì nó cái góc nhọn này người ta thường gọi là cái mào Dure thì là nơi cái dây chằng Cooper nó đính vào cái mô vú. Thì trên đây có hình ảnh vẽ cho các anh chị dễ tưởng tượng. Ở đây là chúng ta có cái cân mạc nông và cái cân mạc sâu của vú ha. Rồi, cái dây chằng Cooper này khi mà các anh chị siêu âm các anh chị có thể thấy là nó tạo bóng lưng thì khi đó mình đè nhấn nhẹ cái đầu giò thì cái bóng lưng này có thể sẽ mất đi. Rồi, cái bài hôm nay á chủ yếu là chúng ta sẽ học về cái BI-RADS theo ACR vào năm 2013. Thì cái BI-RADS lần đầu tiên thì được xuất bản vào năm 2003, lúc đó thì chỉ nói về nhũ ảnh thôi. Ngày nay năm 2013 tới lần xuất bản thứ năm thì bao gồm cả nhũ ảnh, cả siêu âm và cả MRI. Vậy thì cái phân loại này mục đích là làm gì? Là để chuẩn hóa cái báo cáo kết quả, tìm tiếng nói chung giữa các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ lâm sàng và các bác sĩ phẫu thuật để từ đó thống nhất về cái hướng xử trí, điều trị và theo dõi cho bệnh nhân. Các cái thuật ngữ mô tả chúng ta sẽ đi qua từng cái thuật ngữ một. Thuật ngữ dùng cho cấu trúc mô vú nè, mô tả một cái khối, cái vôi, các cái dấu hiệu kết hợp và các cái trường hợp đặc biệt. Thì đầu tiên chúng ta phải mô tả cái cấu trúc của mô vú. Cấu trúc của mô vú thì là đồng nhất hay là không đồng nhất? Đồng nhất thì với thành phần mỡ là chủ yếu hay với thành phần sợi tuyến? Thì đây các anh chị thấy đây là hình ảnh cái cột giữa là hình ảnh nhũ ảnh, bên đây là hình ảnh siêu âm thì có cái sự tương đồng giữa hình ảnh nhũ ảnh và hình ảnh siêu âm. Ở trên cùng đây là cái mô vú mà cái thành phần mô tuyến nó rất là nhiều. Cái này chúng ta thường gặp ở những người phụ nữ trẻ hoặc là đang cho con bú. Ngược lại, đây là thành phần mô cấu trúc mô vú ở đây cũng là đồng nhất, tuy nhiên hầu hết là cái mô mỡ. Thì cái này thường cái dạng vú này thì thường gặp ở những phụ nữ lớn tuổi hoặc là béo phì. Còn cái dạng này là cái dạng giữa là cái dạng trung gian thường gặp nhất.
là mô tuyến và mô mỡ đan xen. Để nói một chút về cái tương quan của cái nhũ ảnh và cái siêu âm thì các anh chị thấy đối với những cái mô tuyến mà nhiều như thế này thì trên hình ảnh nhũ ảnh rất khó phát hiện được tổn thương. Tại vì sao? Tại vì cái độ cản quang của cái tổn thương đôi lúc nó sẽ trùng với lại cái độ cản quang hoặc là hơi cao nhẹ hơn cái cản quang của cái cấu trúc mô nền của vú, cho nên là rất khó khảo sát tổn thương. Ngược lại, trên hình ảnh siêu âm thì lại dễ dàng phát hiện những cái tổn thương đó, đặc biệt là những cái tổn thương ác tính thường có phản ứng kém hoặc là rất kém thì mình thấy rất là rõ và rất là dễ dàng trên cái mô vú mà có mô tuyến là chủ yếu như thế này. Ngược lại thì đối với hình ảnh của cái cấu trúc mô vú mà gồm có mô mỡ là chủ yếu thì trên nhũ ảnh phát hiện tổn thương lại tốt hơn. Thì cái tổn thương nó sẽ có hình ảnh cản quang, tức là nó sẽ trắng trên cái hình ảnh nhũ ảnh, và còn trên cái hình ảnh siêu âm thì nó có phản âm kém hoặc là rất kém, thì đôi lúc nó sẽ khó nhận diện so với cái mô mỡ xung quanh. Đó, chính vì cái lý do này mà tại sao người ta sử dụng nhũ ảnh để tầm soát cho ung thư vú cho những bệnh nhân mà trên 40 tuổi. Khi đó thì cái vú nó mô mỡ sẽ chiếm ưu thế hơn là mô tuyến, do đó chúng ta sẽ sử dụng nhũ ảnh. Ngược lại, đối với những cái phụ nữ trẻ tuổi trước 40 thì chúng ta thấy là cái siêu âm nó chiếm ưu thế hơn. Rồi, đối một khi mà các anh chị siêu âm thì đầu tiên là các anh chị phải mô tả cái cấu trúc của mô vú để cho người đọc cái kết quả đó người ta có thể nhận định được cái độ nhạy của cái phương pháp khảo sát cái mô vú. Thí dụ mô vú quá dày thì người ta nhận thấy à cái nhũ ảnh nó không có nhạy bằng cái siêu âm. Ngược lại đối với những cái mô vú mà nó là mỡ là chủ yếu thì ta thấy là siêu âm thì không tốt bằng nhũ ảnh. Rồi, khi mà phát hiện một cái tổn thương dạng khối thì chúng ta cần mô tả những cái gì? Thứ nhất là về hình dạng. Thứ hai là về trục. Thứ ba đường bờ, thứ tư phản âm và đặc tính phía sau của tổn thương. Năm cái tính chất này chúng ta phải mô tả đầy đủ khi mà phát hiện một cái tổn thương dạng khối. Cái tổn thương dạng khối ấy, chúng ta phải cần chú ý phân biệt với các cấu trúc bình thường như là xương sườn hoặc là tiểu thùy mỡ. Thì phân biệt bằng cách nào? Chúng ta sử dụng nhiều mặt cắt khác nhau để có thể phân biệt được với những cái cấu trúc đó. Rồi, chúng ta đi vào cái tính chất đầu tiên, đó là về tính chất hình dạng của khối u. Thì tính chất hình dạng của khối u đầu tiên chúng ta mô tả có thể là hình bầu dục nè. Hình bầu dục thì được định nghĩa đó là hình elip hoặc là hình giống như quả trứng. Nó có thể tạo cung, tuy nhiên dưới ba cung, nó nhỏ hơn hoặc bằng ba cung lớn. Rồi, có cái hình ảnh đây, dấu mũi tên. Ở đây là chỉ cái hình ảnh bóng lưng bên của cái khối u. Thì cái hình ảnh này đó là do tia siêu âm nó bị khúc xạ khi mà đi tới những cái bờ cong của cái tổn thương. Thì chúng ta có thể ấn nhẹ đầu nhỏ để mà giảm thiểu cái hiện tượng này. Rồi, tiếp theo là cái hình dạng tròn. Cái hình dạng bầu dục này á, thì hướng nhiều tới một cái tổn thương lành tính. Còn qua một cái hình dạng tròn thì hình tròn được định nghĩa đó là hình cầu thì giống như quả banh, ít gặp nhưng có tần suất ác tính cao. Theo một số nghiên cứu thì nó có thể có tần suất ác tính từ 60 tới 100%. Bú vú ác tính có hình tròn là thường gặp nhất, đó là ung thư ống tuyến xâm nhập. Nó là một dạng hiếm gặp của một loại ung thư rất thường gặp. Đây các anh chị có thể thấy ha, cái tổn thương hình tròn, bờ thì rõ. Rồi, tiếp theo, khi mà chúng ta không xếp được cái tổn thương đó là dạng tròn hay là hình bầu dục thì chúng ta sẽ xếp nó là vào hình dạng không đều. Đây, chúng ta có thấy hình dạng nó không đều, nó không ra hình tròn cũng không ra hình bầu dục. Đây, cái hình dạng không đều này rất gợi ý tới một tổn thương ác tính. Rồi, như vậy là cái hình dạng các anh chị chú ý ha, hình dạng là có ba cái thuật ngữ mô tả. Thứ nhất là hình bầu dục, thứ hai là hình tròn, thứ ba là hình dạng không đều. Tiếp theo cái tính chất thứ hai đó là tính chất trục của tổn thương. Thì trục của tổn thương được mô tả song song hay là không song song. Vậy thì song song hay là không song song với cái gì? Nó là so sánh với cái bề mặt của da. Ở đây thì chúng ta thấy
bướu sợi tuyến nè, đa số các cái bướu sợi tuyến phát triển từ trong đơn vị tiểu thùy ống tập và vuông góc với trục của nó, do đó nó sẽ có cái trục song song với bề mặt da. Ngược lại, đối với những cái ung thư thì nó phát triển từ cái cuốn của đơn vị tiểu thùy ống tập và song song theo trục của cái đơn vị tiểu thùy ống tập này tạo thành hình vật hoặc là hình con quai. Thì cái này, cái hình ảnh này, trục nó không song song với cái bề mặt da, gợi ý tới một cái tổn thương ác tính. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ dùng một cái đặc tính là trục không song song này để đánh giá tính chất lành ác của khối u, mà chúng ta phải kết hợp nhiều yếu tố. Đây, ở dưới là hình ảnh mô tả một cái bướu sợi tuyến có trục song song với cái bề mặt da, ngược lại với lại một cái tổn thương ung thư thì có trục vuông góc với bề mặt da. Ở đây chúng ta thấy hình dạng của nó không đều, bờ nó cũng không đều luôn, nó có gây xáo trộn cái mô vú ở đây ha. Rồi, tính chất thứ ba của tổn thương đó là bờ của tổn thương. Bờ của tổn thương thì có thể là rõ hoặc là không rõ. Thì bờ rõ được định nghĩa là sự chuyển đột ngột của tổn thương và mô xung quanh. Đây, có sự chuyển đột ngột của tổn thương và mô xung quanh. Đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy. Và chúng ta phải chú ý là sử dụng các mặt cắt khác nhau để đảm bảo khảo sát được toàn bộ cái đường bờ của tổn thương. Đây, tới cái đường bờ không rõ. Đường bờ không rõ thì bao gồm là đường bờ không xác định, đường bờ gập góc, đa cung nhỏ, tua gai hoặc là kết hợp của các dấu hiệu ở trên. Đây là bờ không xác định. Bờ không xác định tức là một phần hoặc toàn bộ đường bờ có giới hạn không rõ với mô xung quanh. Đây các anh chị thấy, đây giới hạn không rõ. Giới hạn không rõ với mô xung quanh, tổn thương này hoàn toàn giới hạn không rõ luôn. Cái thuật ngữ này đã bao gồm luôn cái viền phản âm dày, tức là cái viền halo echo dày mà thường sử dụng hồi xưa, thường sử dụng để mô tả cái tổn thương khối. Tiếp theo là cái bờ gập góc. Đây chúng ta thấy những cái dấu mũi tên là chỉ vào những cái chỗ gập góc của cái đường bờ. Đây. Bên cạnh cái bờ gập góc, ở đây chúng ta thấy cái bờ ở đây tạo những cái cung nhỏ. Ở đây là carcinoma tiểu thùy xâm lấn. Bờ vừa gập góc nè, vừa tạo cung nhỏ. Tổn thương thì hình dạng không đều. Tiếp theo là bờ đa cung nhỏ. Đây các anh chị thấy bờ ở đây tạo rất là nhiều cái cung nhỏ. Cái trục của nó là coi như là gần như là vuông góc với bề mặt da. Đây cũng vậy. Cái hình dạng của cái tổn thương này không đều. Bờ ở đây thì tạo cung nhỏ. Rồi, bờ tua gai. Bờ tua gai được định nghĩa khi mà có những cái đường sắc nét, đường thẳng sắc nét tỏa ra từ tổn thương. Ở đây, cái đầu mũi tên đánh giá cái bờ, chỉ vào những cái bờ tua gai. Đây, bờ tua gai. Bờ tua gai. Cái giới hạn của cái khối này không rõ với cái mô xung quanh ha. Rồi. Những cái tính chất mà cái bờ không rõ này thì là rất là gợi ý tới cái một cái tổn thương là ác tính. Tiếp theo chúng ta qua cái là phản âm của cái khối. Phản âm của cái khối thì có thể là mô tả là phản âm trống, dày, hỗn hợp vừa đặc vừa nang, phản âm kém hoặc là đồng âm không đồng nhất. Thế thì những cái này thì trống so với gì, dày so với gì? Thì ở đây thì ACR quy định đó là phản âm này là so sánh với mô mỡ, tức là trống tức là dày, dày là dày so với mô mỡ, kém là kém so với mô mỡ. Rồi, đây đây là hình ảnh phản âm trống. Đây là những cái nang đơn giản ha. Chúng ta thấy phản âm trống này, bờ rõ này, có tăng âm phía sau hay mũi tên chỉ tăng âm phía sau. Những cái nang này chúng ta xếp vào BRAF 2, thì cái BRAF chút nữa các anh chị sẽ trao đổi vào cái cuối cái bài này. Rồi tiếp theo đây là phản âm dày. Phản âm dày so với mô mỡ xung quanh, ở đây chúng ta thấy được một cái tổn thương khối ở đây nằm trong cái mô mỡ này. Chúng ta thấy nó phản âm dày hơn so với cái mô mỡ xung quanh, giới hạn khá là rõ, trục ngang hình bầu dục. Tương tự ở đây cũng vậy, phản âm dày hơn mô mỡ xung quanh. Thì ở hình đầu này là một cái u mỡ, còn đây là một cái u máu hemangioma. Đây cũng là hình ảnh phản âm dày của một cái khối u. Thì cái hình này
thì là phản âm dày, nhưng mà cái hình dạng của nó không đều với cái bờ nó không rõ, kèm theo xáo trộn cấu trúc. Thì giải phẫu bệnh của cái khối này là carcinoma ống tuyến xâm nhập. Đây cũng vậy, cái tổn thương này cũng phản âm dày. Tuy nhiên cái tổn thương này khá là khó phát hiện. Kế đó là có những cái nốt vi vôi hóa đây. Cái tổn thương này phát hiện được là nhờ nhũ ảnh, sau đó chúng ta sử dụng siêu âm đối chiếu và kết quả giải phẫu bệnh là cũng là carcinoma ống tuyến xâm nhập. Rồi tới cái tổn phản âm kém, tức là phản âm kém hơn so với mô mỡ thì thường gặp trong bướu sợi tuyến năng phức tạp vân vân. Ở đây chúng ta thấy được cái mô mỡ xung quanh như thế này, đây cái khối này rõ ràng phản âm kém hơn với mô mỡ xung quanh, ở đây cũng tương tự như vậy ha. Rồi đồng âm này, đồng âm với mô mỡ, những cái tổn thương này rất khó phát hiện nha các anh chị. Đây hình đầu tiên, cái tổn thương rất là nhỏ, tổn thương này đồng âm với mô mỡ xung quanh, cái này siêu âm là gần như là bỏ sót, rất cái khả năng bỏ sót rất là cao. Tổn thương này được phát hiện trên nhũ ảnh và bệnh nhân được sinh thiết thì cho ra kết quả là carcinoma ống tuyến vú xâm nhập. Các anh chị thấy ghê không, cái hình ảnh của nó thì bờ cũng còn rõ nè, bờ rõ nè, tổn thương nhỏ hình bầu dục này. Rồi đây, đây là một cái bướu sợi tuyến không điển hình, cái phản âm của nó đồng phản âm với lại cái mô mỡ xung quanh. Phát hiện được cái tổn thương này chủ yếu nhờ ở bên trong có những cái vùng ngoại cột trống như thế này ha. Rồi đây là một cái dạng hỗn hợp vừa đặc vừa nan. Đây, cái hình đầu tiên này là một cái tổn thương mà có phản âm dạng hỗn hợp vừa đặc vừa nan. Trước đó thì bệnh nhân hoàn toàn không có can thiệp gì để chúng ta loại trừ những cái này là cái mảng xuất huyết. Hình ảnh như vậy thì chúng ta xếp nó vào nhóm 4B, tức là khả năng ác tính từ 10 tới 50%, thì giải phẫu bệnh ra là carcinoma dạng nhú trong nan ha. Đây, bệnh nhân này là 32 tuổi, có tiết dịch núm vú. Siêu âm ghi nhận cái tổn thương phản âm hỗn hợp vừa đặc vừa nan. Thì bên cạnh của cái tổn thương này thì có hình dạng ống tuyến vú giãn. Thì cái tổn thương này được đánh giá là bị rách 4 và làm giải phẫu bệnh đó là u nhú ống tuyến vú. Rồi, đây cũng là cái phản âm hỗn hợp vừa đặc vừa nan. Thì cái hình ảnh đầu tiên này là bệnh nhân 19 tuổi này, là có một cái tổn thương ở vú hình dạng không đều thì trục song song với bề mặt da và phản âm dạng hỗn hợp vừa đặc vừa nan ha. Cái này thì giải phẫu bệnh nó ra là áp xe vú. Thì hình bên đây thì cái hình ảnh cũng tương tự như vậy, nhưng mà ở bệnh nhân 55 tuổi thì giải phẫu bệnh thì ra viêm vú mạn tính. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái các cái thuật ngữ mô tả về cái phản âm của một cái tổn thương khối. Tiếp theo đó là cái đặc tính phía sau của cái tổn thương khối. Thì nó có bốn cái thuật ngữ, tức là đặc tính phía sau không thay đổi, tăng âm, có bóng lưng hay là dạng hỗn hợp. Thì đặc tính phía sau, cái đặc tính phía sau không thay đổi nè, tức là cái phản âm của cái vùng phía sau tổn thương. Đây, đây, không có sự khác biệt với các cái mô lân cận ở cùng độ sâu, tức là không có hiện tượng tăng âm hay là giảm âm, nó y như các cái vùng mô lân cận có cùng độ sâu. Rồi đây là cái đặc tính là tăng âm phía sau. Cái hiện tượng này thì xảy ra khi tia siêu âm không bị cản trở khi đi xuyên qua một cái tổn thương. Biểu hiện trên hình ảnh siêu âm là một cái cột sáng phía sau tổn thương. Đây, hình ảnh phía sau tổn thương nó sáng hơn so với cái mô xung quanh. Đây, đây là cái cột này, khoảng cách từ đây tới đây nè, nó sáng hơn so với cái mô xung quanh mà có cùng độ sâu. Tương tự ở đây cũng vậy. Rồi, cái đặc tính mà tăng âm phía sau là một cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán nan. Tuy nhiên thì trong những cái tổn thương ác tính như carcinoma rát cao thì cũng có thể có hiện tượng tăng âm phía sau. Rồi, đây là hiện tượng bóng lưng. Bóng lưng tức là cái vùng phía sau của tổn thương á, nó bị tối hơn so với mô xung quanh ở cùng cái độ sâu. Đây, cái vùng này nó tối hơn so với cái mô xung quanh kế đó. Tương tự như vậy, vùng này hơi tối hơn so với mô xung quanh. Thì cái bóng lưng á, thì nó thường liên quan tới hiện tượng sơ hóa hoặc là vôi hóa.
Ở đây cái hình ảnh này đó là carcinoma ống tuyến xâm nhập. Chúng ta thấy một cái tổn thương hình dạng không đều này, bờ tạo gai góc. Còn đây, đây cái một tổn thương cái hình hình dạng của nó cũng không đều, cũng có bờ tạo gai, có bóng lưng. Nhưng mà cái tổn thương này á, thì đã thấy được ở những lần khám trước và cái tính chất của tổn thương này không thay đổi thì chúng ta chỉ xếp vị đắt hai thôi. Rồi, đặc tính phía sau tổn thương thì tới cái phần là hỗn hợp. Hỗn hợp thì là có nhiều hơn một đặc tính ở phía sau tổn thương, tức là nó kết hợp nhiều cái. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình số 1 này là cái tổn thương này là một cái khối phản âm kém, hình dạng không đều, bờ thì không rõ, đặc tính phía sau của tổn thương thì không có thay đổi hoặc là kết hợp với có bóng lưng. Đây, đặc tính phía sau. Cái vùng này là cái vùng không thay đổi so với mô xung quanh, còn cái vùng này là cái vùng có bóng lưng so với mô xung quanh. Đây là cái đặc tính phía sau dạng hỗn hợp. Giải phẫu bệnh là carcinoma ống tuyến xâm nhập đối với tổn thương này. Rồi bên hình bên đây thì chúng ta có thể thấy là một cái khối u dạng vừa đặc vừa nang, hình bầu dục, bên trong có vài vi bôi hóa. Đây, hai cái vi bôi hóa. Giải phẫu bệnh thì ở đây là một cái u biểu mô sợi. Thì u biểu mô sợi nó là một nhóm phức tạp gồm các tổn thương lành tính như bướu sợi tuyến cho các đến các cái tổn thương ác tính. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua được cái những cái thuật ngữ mà mô tả một cái khối u. Tiếp theo là cái vôi hóa. Thì vôi hóa thì phải nói một điều đó là vôi hóa thì ở trên nhũ ảnh đánh giá tốt hơn ở trên siêu âm. Tuy nhiên thì hiện nay thì với các cái đầu dò có tần số và cái độ phân giải cao thì có thể giúp phôi phát hiện các cái vôi hóa, đặc biệt là các cái vôi hóa ở trong u, trong ống tuyến hoặc các đám vi vôi hóa trong mô tuyến sợi và có thể giúp sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm. Đây chúng ta có ba cái thuật ngữ đó là vôi hóa trong u, ngoài u hay là trong tuyến. Đây, đây là vôi hóa phía trong u, tương tự ở đây ha. Đây là cái vôi hóa. Cái này là vôi hóa trong ống tuyến, nó đi theo ống tuyến. Tương tự ở đây cũng như vậy ha. Rồi, tiếp theo là đến các cái dấu hiệu kết hợp. Các dấu hiệu kết hợp thì bao gồm các cái thuật ngữ như là xáo trộn cấu trúc nè, thay đổi ống tuyến, thay đổi da, phù, tưới máu và đàn hồi. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái thuật ngữ một. Cái thuật ngữ là xáo trộn cấu trúc nè. Hình ảnh xáo trộn cấu trúc này có thể ghi nhận trên cả nhu ảnh và siêu âm, tức là cái mô vú nó mất đi cái cấu trúc bình thường của nó. Ở đây chúng ta có thể thấy được là cái mục tổn thương này, hình ảnh thì không đều, bờ tạo gai góc. Cái dấu mũi tên này ghi nhận đó là hình ảnh của cái dây chằng cúc bơ nó dày lên và nó thẳng nè. Bình thường các anh chị thấy cái dây chằng cúc bơ nó có hình hơi cong mềm mại nè, còn ở đây là nó bị căng cứng thẳng ra, có hiện tượng co kéo. Tương tự ở đây cũng vậy. Đây là hình ảnh xáo trộn mô tuyến vú, cấu trúc mô vú không còn như bình thường nữa. Ở đây là trên hình ảnh nhu ảnh ha. Cái tổn thương này có co kéo, có gây xáo trộn cấu trúc. Thì cái thuật ngữ này khi mà mô tả cái khi mà kèm theo một cái tổn thương thì rất là gợi ý là một cái tổn thương ác tính. Thay đổi ống tuyến, ở đây các anh chị có thể thấy được những cái ống tuyến ha bất thường. Thì ống tuyến vú bình thường á, thì có dạng phân nhánh đều đặn, mềm mại, kích thước thì nhỏ dần từ núm núm vú cho đến mô vú. Thay đổi ống tuyến vú tức là sự giãn bất thường của ống tuyến có thể liên quan tới khối u hoặc là nốt, cục máu đông, cặn lắng trong lòng ống. Rồi. Rồi. Cái hình ảnh ở đây là ở một bệnh nhân nữ 64 tuổi ghi nhận hình ảnh giãn một ống tuyến vú đơn độc trên nhũ ảnh tầm soát. Thì bệnh nhân được thực hiện siêu âm đối chiếu thì chúng ta thấy là bên trong thì cái ống tuyến vú giãn, có dịch phản âm trống, tổn thương này ổn định qua nhiều năm so với chúng ta có thể so với những cái lần tầm soát trước so sánh thì thấy là tổn thương này ổn định qua nhiều năm thì chúng ta đánh giá nó là lành tính. Rồi, ở đây là một cái ống tuyến vú nó giãn ha, ống tuyến vú nó giãn. Đây là một bệnh nhân nữ 19 tuổi có tiết mủ núm vú trái và ghi nhận là bệnh nhân có đeo cái khuyên ở núm vú và tháng trước thì bệnh nhân là mới lấy cái khuyên ra. Thì ở đây chúng ta bệnh nhân này thì được chọc
cái mũ ở trong cái ống tuyến này ra và được sử dụng kháng sinh thì sau đó thì đáp ứng rất là tốt. Rồi tương tự như vậy, cái hình thứ ba này là bệnh nhân 32 tuổi. Xin lỗi. Đây, bệnh nhân 32 tuổi có tiết dịch núm vú. Ở đây chúng ta thấy là bên cạnh tổn thương có hình ảnh những cái ống tuyến vú dạng. Đây, tiếp theo đó là thay đổi da. Thay đổi da thì có thể là dày da hoặc là co kéo da. Thì bình thường á, trên siêu âm á, chúng ta thấy có thể thấy một cái lớp da thì kích thước thì nhỏ hơn 2 đến 3 mm thôi. Nếu mà dày hơn thì là chúng ta xác định là có hiện tượng dày da vú. Ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái sẹo phẫu thuật ha, gây co kéo da vú ở đây. Đây là vùng sẹo phẫu thuật. Rồi, ở đây là một cái khối áp xe. Phía trước nó là có hiện tượng dày da vú, phản âm kém. Cái vùng da vú ở đây phản âm kém và dày hơn. Có hiện tượng co kéo ở những cái dấu mũi tên. Rồi. Tương tự, ở đây là một cái tổn thương ác tính carcinoma ống tuyến xâm nhập gây co kéo này. Co kéo và dày da ở đây. Cái vùng đây là bị co kéo xuống, dày lên. Rồi. Tiếp theo là hiện tượng phù. Phù thì có thể gặp trong ung thư vú dạng viêm nè, gặp trong viêm vú nè, hoặc các bệnh lý hệ thống ví dụ như là suy tim xung huyết. Thì hiện tượng phù được ghi nhận khi có sự tăng phản âm của mô xung quanh. Đây, hiện tượng tăng cái phản âm so với mô xung quanh và có mạng lưới những đường phản âm kém. Đây, dấu mũi tên là mạng lưới những cái đường phản âm kém do giãn bạch mạch hoặc là do dịch ở khoảng kẽ tạo nên cái hình ảnh này. Rồi, tiếp theo đó là tưới máu. Tưới máu á, thì có ba cái thuật ngữ đó là không tưới máu, tưới máu ở rìa tổn thương hay là tưới máu ở trong tổn thương. Đối với hai cái hình ảnh không tưới máu hoặc là ở rìa tổn thương thì gợi ý nhiều là lành tính. Ngược lại tổn thương ở phía tổn thương có tưới máu bên trong thì là nghĩ tới ác tính. Ở đây chúng ta thấy những cái hình minh họa. Rồi. Tuy nhiên chúng ta không sử dụng cái hình ảnh tưới máu như tiêu chuẩn duy nhất trong việc đọc kết quả. Bởi vì sao? Bởi vì những cái bướu ác tính có thể không giàu tưới máu. Ngược lại những cái tổn thương lành tính có thể giàu tưới máu. Rồi chúng ta đi qua cái phần kế tiếp, đó là những cái trường hợp đặc biệt. Những cái trường hợp đặc biệt là những cái trường hợp mà với các dấu hiệu siêu âm điển hình thì chúng ta có thể chẩn đoán chính xác được luôn cái tổn thương. Thì bao gồm nang đơn thuần, chùm nang nhỏ, nang biến chứng, bú trên hoặc là trong da, dị vật, hạch trong vú, hạch nách, những cái bất thường mạch máu, tụ dịch sau phẫu thuật và hoại tử mỡ. Thì ở đây chúng ta sẽ đi qua một vài cái thuật ngữ thường gặp ha. Đây, cái nang đơn giản, chùm nang nhỏ hoặc là cái nang biến chứng. Đây chúng ta thấy một cái tổn thương mà có bốn đặc tính như là hình tròn hoặc là hình bầu dục nè, bờ rõ, phản âm trống, tăng âm phía sau thì chúng ta có thể chẩn đoán luôn là cái nang đơn giản xếp loại bị rách hai. Đối với cái chùm nang nhỏ thì là một tổn thương gồm nhiều cái nang eo cổ trống nè, kích thước mỗi nang thì từ 2 tới 3, ở trong thì có vách mỏng dưới 5 mm và không có thành phần đặt bên trong. Thì cái tổn thương này có thể là có bờ đa cung do các cái nang nó nằm sát nhau nó tạo nên cái bờ đa cung đó. Rồi ở đây chúng ta thấy là một cái nang biến chứng. Nang biến chứng là những cái nang mà có hồi âm bên trong đồng nhất và không có thành phần mô đặc thì chúng ta có thể nghĩ tới một cái nang biến chứng. Đây là những cái trường hợp rất là thường gặp ha. Rồi, đây là có những cái bú ở trên hoặc là trong da. Đây, các anh chị thấy ha. Rồi, này là dị vật. Dị vật, cái hình ảnh này thì hình ảnh còn gọi là hình bão tuyết. Đối với những bệnh nhân mà tiêm silicone, thì chúng ta thấy hình ảnh này. Nó che lấp hoàn toàn cái mô tuyến vú. Và nếu có tổn thương ở đây thì chúng ta chịu thua luôn. Tương tự như vậy, đây là cái tổn thương mà cái này là cái hạch đó. Mà cái hạch mà nó bị ngấm silicone. Tạo hình ảnh y vậy đó. Rồi, đây là hình ảnh đặt túi ngực nha. Cái này là cái túi ngực này. Trước là mô tuyến vú. Cái này là dị vật. Những cái này thì chúng ta có thể chẩn đoán ngay trên siêu âm. Rồi, đối với trường hợp hạch nách, những cái hạch nách với các tính chất sau đây như là đường kính ngang trên 1 nè, vỏ hạch dày trên 3 mm nè, hạch mất rốn nè, có tưới máu ngoài rốn hạch và bờ đa cung. Thì khi mà hạch nó có những cái tính chất này thì chúng ta cần phải nghĩ đến đây là một cái hạch bệnh lý. Rồi, ở đây.
Ở đây chúng ta thấy đây là một cái hạch điển hình, rúng hạch dày, hình bầu dục ha. Ở đây là cái túi máu ở trong rúng hạch này. Đó. Túi máu ở trong rúng hạch. Còn ở bên đây là những cái hạch bất thường, chúng ta có thể để ý có hạch dày, có hạch dày không đều. Rồi cái này là cái rúng hạch nó bị ép dẹp, ở đây mất rốn luôn. Đây, vỏ hạch dày ép dẹp rúng hạch. Rồi, nãy giờ thì nói vậy thì các anh chị có thể sẽ hơi rối. Thì ở đây là một cái bảng tương đối là rõ ràng để mà tóm tắt lại những cái thuật ngữ mà nãy giờ chúng ta mô tả, để khi mà các anh chị làm thì các anh chị có thể dựa theo cái bảng này để mô tả một cái tổn thương của vú. Đây, rất là rõ ràng. Nè, này là cấu trúc mô vú ha. Một cái tổn thương dạng khối thì mình mô tả những cái gì ở đây. Rồi, vi vôi hóa thì có vi vôi hóa ở trong u, ngoài u, trong ống tuyến. Rồi các cái dấu hiệu kết hợp cũng như là cái trường hợp đặc biệt. Thì tóm tắt lại những cái gì mà nãy giờ chúng ta mô tả vân vân á, là tóm tắt lại trong cái bảng này. Rồi thế thì tới cái đánh giá của phân loại BRAT theo cái ACR thì chúng ta có từ loại 0 cho tới loại 6. Loại 0 á, tức là chúng ta cần thêm cái phương tiện khảo sát bằng hình ảnh khác hoặc là đối chiếu với kết quả cũ. Loại 1 tức là âm tính, tức là khả năng ác tính là 0%. Loại 2 là tổn thương lành tính thì khả năng ác tính 0%. Những cái tổn thương xếp loại 2 hay là loại 1 thì chúng ta theo dõi định kỳ. Đối với những cái tổn thương xếp loại BRAC 3 thì tức là khả năng là lành tính thì cái loại này thì nguy cơ ác tính từ 0 cho tới 2%, chúng ta thực hiện theo dõi mỗi 6 tháng. Rồi loại nghi ngờ thì ở trong cái loại nghi ngờ này thì khả năng cái nguy cơ ác tính là từ 2 cho tới 95%, rất là rộng. Do đó người ta còn phân nhỏ ra là 4A, 4B, 4C với cái nguy cơ ác tính thay đổi từ 2 tới 10 hay là từ 10 tới 50, từ 50 tới dưới 95%. Thì đối với những cái tổn thương mà phân BRAC 4 thì chúng ta phải là có chẩn đoán bằng mô học. Rồi, đối với cái tổn thương mà phân nhóm 5 rất nghi ngờ là ác tính trên 95% thì cũng phải có chẩn đoán bằng mô học. BRAC 6 tức là những cái tổn thương đã biết. Rồi, cái BRAC 1, BRAC 0, BRAC 1 thì chúng ta không nói nữa. Chúng ta qua cái BRAC 2 ha. BRAC 2 ở phía BRAC 2 là gồm những cái tổn thương hình bầu dục, trục song song, bờ rõ, tản âm dày, những cái nang đơn giản, những cái hạch trong vú, tụ dịch sau phẫu thuật, bệnh nhân có đặt túi ngực, tiêm silicone, những cái nang biến chứng hay là bướu sợi tuyến mà nó không thay đổi tính chất ít nhất từ 2 tới 3 năm. Thì không thay đổi tính chất tức là không thay đổi về kích thước, hình dạng, đường bào và phản âm. Nó bao gồm bốn tính chất đó. Là những cái tổn thương này thì chúng ta xếp loại BRAC 2. Rồi, BRAC 3. BRAC 3 là bao gồm này, cái khối u đặc, hình bầu dục, trục song song và bờ rõ. Thì những cái tính chất này thì đa số chúng ta gặp ở bướu sợi tuyến hoặc là một cái nang biến chứng đơn độc hoặc là một chùm nang nhỏ thì chúng ta đều xếp loại là BRAC 3 và theo dõi 6 tháng. Đây, chúng ta siêu âm lại vào thời điểm này, 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng sau. Nếu những cái tổn thương này nó ổn định về kích thước, hình dạng, đường bờ và phản âm thì chúng ta có thể hạ xuống BRAC 2 và chúng ta chỉ tầm soát định kỳ. Nếu mà cái tổn thương này nó thay đổi về các cái tính chất trên thì chúng ta phải xếp nó vào BRAC 4 để có cái chẩn đoán mô học. Thay đổi về kích thước là phải tăng trên 20% đường kính sau 6 tháng. Rồi, đối với cái phân loại BRAC 4 thì BRAC 4A thì tương đối là rõ ràng. Đó là một cái khối mà rất gợi ý đến bướu sợi tuyến, tuy nhiên có cái giới hạn, có một phần là không rõ, còn một phần là rõ. Thì chúng ta cũng xếp vào BRAC 4A. Rồi một cái nang phức tạp, tức là một cái nang có mô đặc bên trong, một cái ống tuyến giãn mà có chồi hoặc là có một cái tổn thương khả năng cao là áp xe thì những cái này chúng ta đều xếp vào loại 4A. 4B á, thì là khó nhận rõ sang thương với đường bờ không rõ. 4C thì hình dạng nó không đều nè, bờ không rõ và tổn thương này mới xuất hiện. Thì cái 4B với 4C chút nữa thì chúng ta sẽ bàn luận tiếp.
Cái 4A thì tương đối là rõ ràng ha. BRAC5. BRAC5 thì là tổn thương dạng đặc với cái đặc điểm ác tính cao hoặc là rất cao, như là hình dạng không đều, gập song song và tua gai. Thì giống như hồi nãy tôi nói với các anh chị á, thì cái nhóm 4, đặc biệt là nhóm 4B với 4C á, cũng như là cái BRAC5 này thì vẫn còn chưa có rõ ràng. Nó gây trùng lắp khó khăn cho cái việc phân loại khi mà chúng ta thực hành lâm sàng. Do đó thì chúng khi mà thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy là có một cái phân loại khác, đó là cái phân loại của Kim. Tuy là nó vào cái năm 2008, tuy nhiên thì cho tới nay thì cái phân loại này thì tương đối là dễ hiểu và có thể áp dụng được khi chúng ta thực hiện sườn vú. Thì cái phân loại Kim, phân loại BRAC theo Kim này á, thì được nghiên cứu trên 4.668 ca, một cái số mẫu là tương đối khá là lớn. Đây, và ông cho ra các dấu hiệu lành tính và các dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Các dấu hiệu nghi ngờ ác tính này thì gồm 9 dấu hiệu, trong đó có 3 dấu hiệu chính, đó là hình dạng không đều, bờ tua gai và vi vôi hóa. Các dấu hiệu phụ như là hình tròn, bờ không rõ, đa cung nhỏ, gập góc, trục không song song, phản âm không đồng nhất, có bóng lưng và có biến đổi ống tuyến. Năm 2013 thì có thêm các cái dấu hiệu cộng thêm như là túi máu trong tổn thương và siêu âm đàn hồi á, thì cái này là coi như bổ sung vào các cái dấu hiệu phụ ha. Các cái tổn thương lành tính thì các dấu hiệu lành tính thì không thay đổi, so không có khác biệt nhiều so với cái BRAC theo ACR. Đây, cái phân loại theo Kim nè, BRAC 1 là bình thường ha, này là tổn thương lành tính. Tổn thương lành tính thì đây mô tả rất là rõ này. Một là nốt phản âm dày, hình bầu dục, trục song song và rõ. Thứ hai đó là nang đơn giản. Rồi, tới cái BRAC 3 này, khả năng lành tính. Khả năng lành tính là bao gồm các cái nốt phản âm kém, hình bầu dục, trục song song, những cái nang biến chứng hoặc là những cái chùm nang nhỏ. Rồi, tới cái chuyện mình quan tâm là BRAC 4 với BRAC 5 nè. Thì ở đây tương đối là rõ ràng. BRAC 4 xếp loại khi mà có lớn hơn hoặc bằng một dấu hiệu nghi ngờ ác tính là đã xếp loại BRAC 4 luôn. Còn BRAC 5 là lớn hơn hoặc bằng hai dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính. Rồi, đây chúng ta quay lại cái chuyện đây, chín dấu hiệu ha, thì trong đây có 6 dấu hiệu phụ và 3 dấu hiệu chính đó, chúng ta cứ thế mà phân loại rồi áp dụng thử nha. Đây là các dấu hiệu nghi ngờ ác tính đối với tổn thương này thì như thế nào. Các tổn thương này thì có một cái dấu hiệu phụ, đó là hình tròn. Rồi, ngoài ra thì không thấy dấu hiệu nào nữa ha. Rồi, như vậy là chúng ta xếp loại BRAC 4 được, do nó có một dấu hiệu phụ. Rồi, đối với cái tổn thương này, chúng ta thấy là cái hình dạng nó thì không có được đều. Tuy nhiên thì trục nó vẫn còn song song với bề mặt da, bờ, rồi ống lưng không, thay đổi ống tuyến không, vân vân. Thì cái này chúng ta cũng có thể xếp loại BRAC 4 có một dấu hiệu chính. Tương tự ở đây cũng vậy. Dấu hiệu chính thì là chúng ta có gì? Dấu hiệu chính thì chúng ta có hình dạng không đều, không. Ở đây thì không thấy bờ tua gai, không thấy vi vôi hóa. Rồi, như vậy là chúng ta cũng xếp loại BRAC 4 được ha. Tức là ba cái hình ảnh này đều xếp loại BRAC 4. Rồi, đối với những cái tổn thương này thì sao? Tổn thương này thì có hình dạng không đều nè, có cái bờ tua gai, này là hai dấu hiệu chính nè, thì chúng ta xếp loại BRAC 5 luôn, cả những cái dấu hiệu phụ. Rồi tương tự ở đây cũng vậy, cái hình dạng này cũng không đều luôn, bên trong có vi vôi hóa, chúng ta xếp loại BRAC 5 luôn. Hình ảnh này thì có đầy đủ các cái tính chất của các dấu hiệu chính luôn, là hình dạng không đều, bờ tua gai, có vi vôi hóa. Như vậy là chúng ta xếp loại BRAC 5 luôn. Đó, các anh chị thấy không? Dựa vào chính cái dấu hiệu này thì chúng ta có thể phân loại dễ dàng được là BRAC 4 hay là BRAC 5. Từ đó có cái hướng xử trí phù hợp cũng như là tư vấn cho bệnh nhân. Rồi. Rồi. Thì cái bài giảng của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Thì sau bài giảng này thì hy vọng các anh chị nắm được cái kiến thức cơ bản về mặt kỹ thuật nè. Có thể phát hiện được cái tổn thương, mô tả được cái tổn thương đó theo cái BRAC của ACR. Đối với các anh chị mà làm ở tuyến cơ sở hoặc là cái phòng khám á, thì có thể nhận diện được cái tổn thương để mà chúng ta xem cái tổn thương đó là mình có thể theo dõi hay là chuyển lên tuyến cao hơn để có thể thực hiện các phương tiện hình ảnh khác, thí dụ giống như là nhũ ảnh, MRI, hoặc là mình có thể can thiệp cho bệnh nhân. Rồi.
do cái thời gian cái bài thì tương đối là dài, thì các anh chị có thắc mắc gì thì tôi sẽ gửi bài kèm với cái email. Các anh chị có thể là gửi email trao đổi trực tiếp, chúng ta thì có trao đổi, thì có những cái gì mà thắc mắc hoặc là những cái gì mà cần bổ sung góp ý thì các anh chị cứ gửi email.